Lực bạn welcome to Lang Thang DC Channel. Hôm nay là mình đang ở trong cái hội trường của trường trường học là chùa Xá Lợi đã mượn cái trường học để làm cho hai cái ngày Tết ngày hôm nay là bà con đang chuẩn bị đây. Đó, cho nên là chút nữa mình vô trong này là vừa bán đồ ăn đồ uống rồi có sân khấu ca nhạc chút xíu nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi quay vòng vòng cho các bạn xem nhé. Hai các bạn hãy cùng mình đi xem. Giờ mình đang ở trong cái food court với là những cái chỗ sân khấu cho mà bà con ngồi đây. Đó chùa Xá Lợi cũng có những cái chương trình Xá Lợi charity để giúp cho những người nghèo. Cho nên MC Giáng Ngọc đang nói chuyện đây các bạn. Có thể gửi gắm, bởi vì chỉ có những cái nơi chùa chiền hoặc là nhà thờ sẽ giúp cho chúng ta đến tận tay những người kém may mắn 100% tất cả số tiền chúng ta tìm đó. Cho nên hôm nay với tất cả những cái chi phí sau khi trang trải xong thì những cái số tiền đó cũng hoàn toàn sẽ giúp cho chùa và Xá Lợi charity. Và thưa quý vị, cái số vé số mà mình mua đó sẽ là 5 đồng một vé, nhưng nếu quý vị mua một lần 20 đồng sẽ là 5 vé, tức là chúng ta sẽ được free một vé. Thì quý vị chỉ cần mỗi người bỏ ra một chút để mà mình giúp cho chương trình. Và vé số đó mình sẽ sổ vào ngày mai. Và hoàn toàn 100% tất cả những số tiền đó để giúp cho chùa cũng như là Xá Lợi charity. Và vé số giống như Giang Ngọc có nói là sẽ cái giải đặc cấp là 1.000 đô la. Ngoài ra chúng ta còn có 5 giải khác nữa. Thì một chút Giang Ngọc sẽ thông báo cho quý vị sau. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và sẽ trở lại trong vòng 10 phút nữa nha. Cảm ơn các cô chú và anh chị. Năm xuân quy về đồng nhau quên hết những chuyện buồn năm đã qua, cùng nhau quên hết những chuyện buồn năm đã qua. Đây là những gian hàng đây, những gian hàng bà con bán đây. Hello, hành phi, đó, đồ đây bán cái đồ đây, bánh trái đây. Đó, áo dài đồ bộ đây đầy đủ hết. Đầy đủ đây. Đó, đầy đủ luôn. Này là mới sáng sớm cho nên là cũng chưa có đông, nhưng mà trưa trưa là cũng sẽ đông. Trưa trưa là sẽ đông. Đồ ăn đây. Đầy đủ hết nè. Quầy trái đầy đủ hết. Bữa nay chị Thư chưa ra ngoài soát vé à? Có một số rồi sắp xếp. Bây giờ là cái quỹ mình gửi cho chùa, thành ra mình đi vô trong này coi những cái gian hàng của mấy anh chị bán quà Tết. Hôm nay là giờ chị Thư giúp cho chùa nào đây chị Thư? Đây là chùa Xá Lợi. Hàng năm là mình nằm ở trong cái ban thủ quỹ với Tiếp Tân. Có cái là cô Phương Nghi phụ nè. Có Phương, cô Phương Nghi. Có chị Hà, có Mai Thi, có Ngọc Anh, rất nhiều bạn đã
rất là hoan hỷ đến với gia đình mình, cái group của chị Thư là giúp cho chùa. Ok, cảm ơn chị Thư nhiều. Còn mấy cô trẻ là Thư đã mời lên trên sân khấu fashion show với lại trình diễn giả. Ok, thank you chị. Dạ, dạ bye chị Thư. Dạ, dạ bye. Cũng có hết đây luôn. New skin nè, new skin nè, đó new skin nè. Collagen năm, collagen nè, hàng mới ra nhiều nhất nè, cho xương cốt với lại chất nhờn ở trong xương á. Hôm nay là dịch đó, mình nên uống cái này nó bổ tóc nè, da nè, xương nè. Bây giờ mình uống tại chỗ được không chị? Dạ uống được, luôn đi anh. Cho uống thử mà. Ok, ok, cảm ơn chị, giờ sẽ uống thử nha. Tại vì cái này ra đi. Dịch đó, mình ở cái này mùa này dịch nên là mình bổ sung vitamin rồi nè. Nó tốt lắm, đừng khác mình mạnh. Cái này là mình đây cho thử. Quay lưng qua đi. Cái này là cái là đàn bà đàn ông rồi à, cũng được hết, tại vì collagen mà anh collagen nó là Yeah. Cho skin mà bây giờ uống giống như bây giờ anh mà không có uống xương xương Okay. Của mình nó bị khô á. Dạ dạ ok đây rồi anh uống thử đi, ngon dạ dạ ok cảm ơn chị uống mà thử nó rất nha. Là rẻ nha anh, cái này nó chỉ có $4 một bịch thôi, một hộp 30 bịch là Yeah. Anh uống vừa đúng một tháng, anh uống mà thích đó, anh ủng hộ đi, ủng hộ ủng hộ đi, một ngày bịch thôi. Rất là ngon luôn. Ok, chúng em trở lại, em đi quay vòng vòng cho lại. Cảm ơn chị. Dạ, dạ. Dạ, cái này là quầy hàng của các chị em New Skin đây. À, các bạn có ghé đây thì thứ bảy chủ nhật nghe hai bữa. Dạ, dạ. Giang Ngọc đang làm móng tay nè, quảng cáo luôn nè. Đó. Giang Ngọc coi như là để dành qua bên này làm nghe, không có vũ qua Cali mà qua bên Virginia nghe, DC nghe. Đó, để thử tay nghề đó, của nail art gì đây nè. Shiso. Shiso, Shiso nail art. Đó. Mấy cô nào mà muốn thì tới đây thử nè, nó thử tay cửa Shiso nail art đây. Cái này si show. Đây là Giang Ngọc đang làm nail, làm đẹp cho làm chị Giang Ngọc đây nè. Mà có ai thấy làm nail mà có hai người làm cho mình không? Thường thường làm một người. Là quá đã không Giang Ngọc, quá đã. Hôm nay tiệm 7:20, 7:30 đóng cửa, 7:20 là chị vô. Hello các bạn, bây giờ là 1:30 rồi, mình đang ở trong cái hội chợ trường Red Dog ở bên Virginia đây, cho cái chợ Tết của chùa Xá Lợi thường thường tổ chức hàng năm thứ bảy chủ nhật, thì có nhiều ca sĩ sẽ về ủng hộ cho chùa Xá Lợi hôm nay. Bây giờ mình sẽ vô dàn sân khấu chỗ quầy ăn nha, bây giờ cũng sớm. Bây giờ mấy cô đang tập vật lại trước khi lên sân khấu để trình diễn đây. Dạ, quay một vòng ha. Quay một vòng, bắt đầu mình ready đi xuống á. Mình cũng để cái tay như vậy cho nó comfortable. Mình bước xuống nè. Ha. Khi mình dày mình bước xuống. Nha. Tuyến lưỡi đôi ta thật đậm đà. Bước buồn ba. Ok, giờ mình xếp hàng giống như nãy đi, chứ trước khi ra sân khấu xếp hàng là mình đi từ từ rồi mình luôn đi. Ngoài trời xuân pháo nổ vang diễn gì đùng, mình mừng xuân mất xưa mai vàng bay trước ngực. Thank you.
gửi những cái vé số may mắn đầu năm cho quý vị nhớ ủng hộ cho tôi một vé nha quý vị. Dạ, nhớ mua dùm mỗi người 20 thôi. Dạ, còn có mua nhiều hơn thì càng cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Quế. Và thưa quý vị, bên cạnh đó thì khi các chị trình diễn thì sẽ được sự góp mặt của một tiếng hát rất là dễ thương đến cho chúng ta hàng năm, và cô cũng đã góp mặt rất nhiều trong những cái chương trình của Trung tâm Thúy Nga. Bên cạnh đó thì cô cũng góp mặt rất nhiều trong những chương trình của Xá Lợi. Một tràng pháo tay trong tiếng hát của ca sĩ Hoàng Thúy Vi. Hôm nay em hạnh phúc nha, hát mà còn có được phụ diễn nữa đó. Quý vị ơi, cho Giám Ngọc một tràng pháo tay thật lớn được không? Yeah, lớn lớn lên cho vui, cho mọi người lên tinh thần. Nhất là Tết thì những tràng pháo tay nó giống như là những tràng pháo luôn quý vị, như vậy là mình mới hên. Cảm ơn chị Giáng Ngọc, và lời đầu tiên Hoàng Thúy Vi xin được cảm ơn sự có mặt của tất cả. Quanh đây và bàn tay đang yêu anh.
Thì em đứng đó là khỏi thấy thấy chụp là cứ tự động vô đi. Ok, 1, 2, 3. Ok, one more time. Ok, ngon cơm. Đó, lần đầu tiên các cô hoa hậu gặp chú Chế Linh làm chuyện ấy. Ok, chụp chưa? Ok, chụp rồi, ok. Nếu can you do this? Ok.
Dành cho con 8 cây, anh 70 em. Năm nay được chồng chị Phấn tặng cho em cái tặng dòng. Cho em đấy nha. Dạ. Năm nay em được chồng. Năm nay em được chồng luôn. Dạ con, năm nay con được chồng luôn. Cảm ơn chị. Năm nay các con được chồng thành một như mây lan tràn. Năm nay các con được chồng. Năm nay cảm ơn chị. Năm nay các con được chồng. Ok, cảm ơn chị. Dạ, chào chị. Dạ. Năm nay được. Đó, bắt gặp Trường Vũ nè, nó bắt gặp ca sĩ Trường Vũ đây, mới vừa tới khách sạn. Bắt gặp Trường Vũ nè, đang ăn nè. Ngày mai em đi. À, các bạn đang chụp hình với chú nghệ sĩ Minh Cảnh đây. Chụp hai tài tử. Wow. Nhức nhói. Giò cao quá chịu không nổi. 1 2 3 4 5 6. Giờ chút. Xì già đầm. Là chú nghệ sĩ Minh Cảnh đây. Chú mới vừa xuống phi trường tới khách sạn, thì mình có tình cờ dịp có cái gặp chú Minh Cảnh đó, cho nên là mấy cô đang chụp hình với chú đây. Mình với chú Minh Cảnh kỷ niệm với tất cả các bạn nha. Dạ. Cái này là Liên đang làm makeup cho Yến đây. Say hello cái này quen hả? Cái này là Pri. Nguyên là lead nè. Nguyên là team lead nè. Chào là các bạn, video của mình tới đây xin dừng lại và hy vọng các bạn sẽ thích cái video này. Các bạn cũng đừng có quên là like.
share and subscribe để đón nhận cái video phần 2 của hội chợ Tết 2022 nha các bạn. Và một lần nữa cũng không quên chúc các cô chú bác, anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng, và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video phần 2 của hội chợ Tết 2022 do chùa Xá Lợi Charity thực hiện. Thank you, see you, bye bye. Chán chứa mọi nguồn vui.